chuyên mục phổ biến kiến thức mặc dù có rất nhiều biện pháp để bù đắp sự thiếu hụt vitamin nhưng trên thực tế hầu hết mọi người đều thiếu một loại vitamin nhất định. Bổ sung vitamin là cần thiết nhưng uống vô số loại mà không biết tác dụng chính của chúng còn dẫn đến phản tác dụng. Wiki bác sĩ sẽ đưa ra một số dấu hiệu giúp mọi người hiểu cơ thể bạn đang cần bổ sung loại vitamin nào. Dụng tóc dụng tóc là dấu hiệu cho thấy cơ thể thiếu B7 biotin. Giải pháp để tăng cường và bổ sung B7 là hãy ăn nhiều hạnh nhân, đậu nành, khoai tây nghiền hoặc nướng và chuối. Chuột rút chuột rút thường xuyên là dấu hiệu cho thấy cơ thể thiếu canxi, magie và kali. Điều này có thể xảy ra nếu bạn chơi nhiều môn thể thao vì khi bạn đổ mồ hôi sẽ mất đi nhiều khoáng chất. Để cải thiện tình trạng này bạn nên ăn thêm các loại hạt như hạnh nhân và hạt phỉ, bí ngô, chuối và táo. Mọc mụn Phát ban trên mặt thiếu vitamin B7 biotin dẫn đến tình trạng phát ban trên mặt. Cơ thể chúng ta dự trữ rất nhiều vitamin tan trong chất béo như vitamin A, E, K, D, nhưng các vitamin nhóm B cần được bổ sung liên tục. Trong trường hợp này, bạn nên bổ sung chất dinh dưỡng bằng những loại thuốc, thực phẩm chức năng. Ngoài ra, bạn có thể tăng lượng biotin hấp thụ đơn giản bằng cách thay đổi chế độ ăn uống của mình như ăn nấm, khoai tây, phô mát, trứng luộc, rau bina và súp lơ. Tê tay chân tê tay chân là dấu hiệu cho thấy cơ thể không đủ chất vitamin B6, B12 và B9 axit folic. Những vitamin này ảnh hưởng đến việc sản xuất các tế bào máu khỏe mạnh cần thiết cho việc vận chuyển oxy đến các tế bào. Cách khắc phục là ăn nhiều đậu, cam quýt, hải sản và thịt da cầm. Nồi mụn thịt ở hông và tay mụn thịt xuất hiện do thiếu vitamin A, D và axit béo. Để cải thiện tình trạng này hãy cố gắng giảm lượng chất béo chuyển hóa. Bạn nên ăn nhiều cá hồi và các loại hạt. Đừng quên bổ sung vitamin A trong các loại rau củ như cà rốt hoặc ớt đỏ, chảy máu chân răng, vàng răng, tê răng. Khi mọi người gặp các vấn đề về răng miệng thì khả năng cơ thể đang thiếu vitamin D. Nghiên cứu cho thấy những người thiếu vitamin D thường bị viêm nha chu. Một chế độ ăn uống bao gồm các loại thực phẩm giàu canxi, phốt pho và vitamin D là giải pháp quan trọng để cải thiện sức khỏe răng miệng. Bạn nên ăn các sản phẩm từ sữa, gạo lứt, cà chua, đậu, cá, cam quýt và nho. Nứt nẻ môi nứt khóe miệng là dấu hiệu cảnh báo cơ thể thiếu vitamin B3, B2, B12. Khi gặp tình trạng này hãy thử ăn nhiều thịt da cầm, cá cá hồi, trứng, đậu và các loại hạt. Ngoài ra nên kết hợp những thực phẩm này với rau vì vitamin C giúp chống lại nhiễm trùng và cải thiện sự trao đổi chất của sắt. Gãy móng tay Móng tay của bạn cũng có thể trở nên biến dạng bất thường nếu cơ thể thiếu vitamin C móng lõm hình thì là hiện tượng phần giữa của móng tay hoặc móng chân bị lõm xuống phần xung quanh cạnh của móng tay bị vênh lên trông giống hình dạng của một chiếc thìa nếu gặp phải tình trạng này móng tay của bệnh nhân trở nên mỏng hơn dễ bị nứt tách ra khỏi móng